Cảm ơn mọi người đã quay trở lại với kênh Nam Kể Chuyện Ma, đã dành một thời gian lắng nghe những câu chuyện mà Nam sắp chia sẻ. Mọi người yêu thương nhớ like, share, đặc biệt là bấm nút đăng ký kênh giúp Nam. Các bạn bè, anh chị em, quý cô chú có những câu chuyện ma tâm linh muốn chia sẻ đến cho tất cả mọi người có thể gửi về Gmail hoặc là Zalo đang hiện lên trên màn hình. Còn bây giờ, Nam xin phép được bắt đầu kể câu chuyện của ngày hôm nay. Chúc cho mọi người sẽ có một buổi nghe chuyện thật là vui vẻ. Câu chuyện này là của chị Thảo, chị ở Tiền Giang. Chị kể về cái sự việc đã xảy ra trong gia đình của chị hồi tháng 9 năm 2023. Ba mẹ của chị thì có tổng cộng là 5 người con. Ở miền Tây thì mọi người biết rồi, lần lượt người ta sẽ gọi là 2, 3, 4, 5, 6. Chứ không có phải là gọi người cả giống như là ở bên miền Bắc nha. Thì cái người chị hai là người lớn nhất trong gia đình là chị Lan, năm đó là chị 31 tuổi. Sau đó là tới chị Thảo, rồi tới đứa em thứ tư nè, thứ năm và đứa em út. Đứa em thứ tư thì 21 tuổi, đứa em thứ năm thì 18 tuổi, đứa em út thì 15 tuổi. Gia đình thì có 5 người con như thế, đâm ra là nhà rất là khổ mọi người. Ba của chị là làm phụ hồ từ sáng sớm cho tới chiều tối luôn. Còn mẹ của chị thì bị bệnh tim, nên nếu như mà làm việc nặng là sẽ dễ bị chóng mặt rồi ngất xỉu. Đâm ra là mẹ chỉ ở nhà để mà chồng trọt chăn nuôi thôi. Từ nhỏ cho tới lớn là chị em lớn của chị ở trong nhà là không có được ăn học tới nơi tới chốn. Học cao lắm thì chỉ tới lớp 9 thôi. Chỉ có duy nhất là cái đứa em út là nó được đi học đầy đủ. Còn những chị em lớn trong nhà là phải bươn trải ngoài đời rất là sớm để mà phụ giúp cha mẹ. Thì thời điểm đó là mấy chị em của chị là đi làm ở trên Sài Gòn, kiếm được tiền là sẽ gửi về quê để mà ba lo cho mẹ, rồi lo cho cái đứa em út ở trong gia đình. Nhưng mà mẹ bị bệnh tim nên thường xuyên là mẹ ngất xỉu rồi đưa vào trong bệnh viện để mà cấp cứu. Có lần là rất là lâu mẹ mới tỉnh lại, nên ba sợ. Ba mới nói với mấy chị em của chị là thôi, mấy đứa đừng có ly làm xa nữa. Làm xa mặc dù là nó nhiều tiền thiệt, nhưng lỡ như mẹ ở nhà mẹ có chuyện gì mà mẹ không tỉnh lại luôn á, thì mấy đứa không có kịp về để mà nhìn mặt mẹ, thì như vậy là không được. Thôi bây giờ là về dưới quê đi để mà làm. Làm ít thì mình ăn ít, làm nhiều thì mình có nền để dành, chứ bây giờ làm xa thì khó lắm. Thì khi mà nghe như vậy là chị em của chị cũng nghe lời, về dưới quê để mà làm gần đó đó, để mà có thể tiện chăm sóc cho mẹ, với lại là mấy chị em quay quần với nhau như vậy thì nó vui, nó hạnh phúc hơn. Thì khi đó đó là chị Thảo cùng với lại là chị Lan á, là buổi sáng á, từ sớm là sẽ đi phụ quán cơm tới trưa về nhà nghỉ, rồi chiều là sẽ phụ quán trà sữa cho tới 11, 12 giờ đêm là mới về nhà. Thì chị em làm như vậy là bao nhiêu tiền là đem về lo cho ba, lo cho mẹ, lo cho em. Tội nghiệp lắm. Cái người chị cả đó là chị hai, chị Lan đó, chị á, từ nhỏ tới lớn là chỉ không dám mua sắm gì hết. Chỉ làm bao nhiêu tiền là chỉ gom góp lại để mà chăm lo cho mấy đứa em của mình. Trời ơi, cái son quần áo chỉ còn không dám mua nữa. Đâm ra là chỉ đâu có người yêu, đâu có bạn trai gì đâu. Lo cho mấy đứa em hết rồi, thời gian đâu mà lo cho bản thân của mình nữa. Thì tự nhiên cái thời điểm đó, chị Lan này chỉ thay đổi tính tình rất là lạ. Bình thường là chị cũng hoạt bát vui tươi lắm, tự nhiên bây giờ là chị cứ trầm ngâm, rồi chị cứ nhìn xa xăm đăm chiêu như thế nào đó. Vào ban đêm á, là chị Lan này chỉ không ngủ mà chị cứ thao thức rồi chỉ chằn chọc hoài à. Nên là chị Thảo mới hỏi rằng là ủa chị hai, chị bị sao mà suốt mấy đêm nay á là chị ngủ không được hay sao mà chị chằn chọc hoài vậy? Thì hỏi nhiều quá đâm ra là chị hai chị rất là bực mình. Chị mới kêu rằng là mày im đi, mày mặc kệ tao. Cho tới mấy ngày sau, thì hôm đó là hai chị em đang phụ quán trà sữa đó, thì bưng bê đồ cho khách xong á, thì tự nhiên chị Lan chị mới đi vào bên trong. Chị nói chuyện với cái chị chủ quán trà sữa. Chị mới nói với chị chủ rằng là chị ơi, được á thì mấy bữa nữa đó, chị thuê một cái người nhân viên mới để mà thay thế cái vị trí của em đi. Thì khi mà nghe như vậy á, là chị chủ chị rất là bất ngờ, bởi vì chị Lan chỉ làm rất là tốt luôn. Không biết sao tự nhiên chị Lan chỉ nghĩ, thì chị chủ chị mới nói rằng là ủa Lan ơi, bộ chị làm cái gì cho em phật ý hay sao mà em lại muốn nghĩ vậy? Hay là em kiếm được một cái chỗ nào đó có tiền lương cao hơn nên là em nghĩ chỗ chị, thì có gì em cứ trình bày với chị đi, rồi chị em mình giải quyết vấn đề với nhau. Thì khi đó là chị Lan chỉ không trả lời, chỉ cười trừ thôi.
cho tới khoảng độ là 11, 12 giờ đêm á, thì hai chị em mới đèo nhau về nhà. Thì chị Thảo mới hỏi chị Lan rằng là ủa chị, sao mà tự nhiên chị lại muốn nghỉ làm ở cái quán trà sữa vậy? Hai chị em mình đang làm rất là tốt mà, cũng có tiền, sao chị nghĩ vậy? Chị nghĩ rồi lấy tiền đâu ra để mà lo cho gia đình? Em thấy là chị đâu có kiếm được một việc nào khác đâu. Thì khi này á, là chị Lan chỉ không chịu trả lời, chị mới nói theo kiểu là bâng quơ rồi đánh trống lảng đi á. Thì chị Thảo chị hỏi rất là nhiều, thì chị Lan chỉ bực mình á, chị mới kêu rằng là mày im đi, mày đừng có hỏi nữa. Đó là khoảng thời gian đấy á, là chị Lan chỉ có những cái biểu hiện rất là lạ. Rồi chỉ còn nói á, là mày yên tâm đi, tao mà có nghĩ á, là tao cũng sẽ để lại cho gia đình của mình á, một cái số tiền rất là lớn. Cái tự nhiên trong đầu của chị Thảo suy nghĩ là ủa là sao? Sao tự nhiên nghỉ làm rồi có một cái số tiền lớn? Rồi số tiền lớn ở đâu ra? Mà khi mà chị Lan chỉ nói cái câu đó nha, là tự nhiên chị Thảo chỉ nổi da gà lên hết trơn luôn, óc ác chỉ dựng lên, lạnh toát cả mồ hôi luôn. Cho tới tận là mấy ngày sau, thì hôm đó là năm chị em ở trong nhà đầy đủ hết, có ba mẹ luôn. Thì mấy người em nhỏ là đang bận nấu cơm cho mẹ. Rồi chị Lan với chị Thảo cùng với ba mới đi ra đằng sau vườn để mà trồng mấy cái củ khoai mì. Thì đang trồng như vậy, cái chị Lan chị mới quay qua, chị mới hỏi ba. Chị mới nói rằng như vậy nè: ba ơi, mai mốt mà ba mẹ trăm tuổi già đó thì ba mẹ là chôn ở đâu? Khi mà nghe con của mình nói như vậy á, thì ba cứ tưởng rằng là kiểu nói giỡn á, thì cũng hùa theo, cũng nói giỡn tiếp, mới nói rằng là thì chôn ở đây chứ đâu, nhà mình có mỗi cục đất ở chỗ này à, chứ còn chỗ nào nữa, có tiền đâu mà mua đất chỗ khác để mà chôn cất. Mình chôn ở đất nhà mình nó cũng cao ráo thoáng mát mà, chôn mấy dưới chỗ kia nó ẩm thấp, nó ngập lụt dữ lắm. Thì khi mà nói như vậy xong á, cái chị Lan chị nói tiếp: ba ơi, nếu mà lỡ như con chết thì ba chôn con ở đây nha. Khi mà nghe nói như thế là ba của chị rất là tức. Ba chị nói: cái con đi, mày nói cái gì bậy bạ không vậy hả? Mày bớt đi nha. Thì khi mà nói như vậy á, là chị Lan chỉ im. Rồi một hồi là ba của hai chị mới nói như vậy nè, mới kêu rằng là thôi Lan ơi, dù sao năm nay là con cũng 31 tuổi rồi, ba biết là bao nhiêu thời gian qua đó là con không có dám quen ai, con không dám hẹn hò, rồi không dám chưng diện cho bản thân, là bởi vì con gom góp lại hết toàn bộ tiền bạc con làm được, con lo cho gia đình. Thôi thì bây giờ đã đến lúc là con nên lo cho cái hạnh phúc riêng của con rồi. Ở bên kia kìa, có người cũng muốn hỏi xin để mà gặp mặt rồi cưới con đó. Nếu mà được thì con gặp người ta đi, rồi ưng thì ba cũng gả cho. Thì khi mà nói như vậy á, là chị Lan chứ đâu chịu đâu, chỉ im luôn. Rồi tất cả cũng im, không nói gì nữa cả. Cho tới khi mà vào bên trong nhà để mà ăn cơm á, thì gia đình đang ăn cơm rất là vui vẻ, thì mặt của chị Lan rất là trầm ngâm luôn. Chị mới nhìn về phía ba mẹ rồi chị mới nói á: ba mẹ ơi, người ta nói á là 31 bước qua rồi 33 bước lại đó. Ý có nghĩa rằng là những người mà ở cái độ tuổi này rất là dễ chết, đúng không ba mẹ? Thì khi mà nghe nói như thế đó, là ba của chị rất là tức. Ba của chị mới nói á: trời ơi, bữa nay mày bị làm sao vậy hả? Từ hồi nãy là tao đã bực mình rồi, bây giờ vô trong nhà ăn cơm mà mày còn nói những cái chuyện như vậy nữa hả? Bộ mày muốn lắm hay sao? Mày muốn lắm ấy thì tao tội nguyện cho mày luôn. Kiểu như là chị Lan cứ nói tới cái chuyện chết chóc á, đâm ra là ba của chị rất là bực mình. Mẹ thì bị bệnh, suốt ngày là phải vào trong bệnh viện, mà bây giờ thì lại nói những cái chuyện như vậy, thì nó là một cái điều gì đó không có nên á, nên ba mới tức như thế. Thì khi này là chị Lan chị vẫn trầm ngâm, rồi chị mới nói á: ba mẹ ơi, con á, con sắp chết rồi, mà con chết là con chết ở ngoài đường á. Khi mà con chết rồi á, thì ba mẹ sẽ có được một cái số tiền rất là lớn. Ba mẹ dùng cái số tiền đó để mà lo cho gia đình nha. Rồi ba mẹ nhớ kêu con Thảo á, nó ra, nó rước hồn con về nhà, chứ con chết ở ngoài đường á, con không biết đường về nhà để mà hưởng nhang khói đâu. Thì khi mà chị vừa mới dứt câu, là ba của chị đập luôn cái chén cơm, rồi bàn ghế tất cả mọi thứ nó đổ hết luôn, nó vương vãi tùm lum hết. Là ba chị mới lao vào tát chị Lan, kiểu tức quá là tức, đã nói tới mức độ như thế rồi mà cái con gái của mình, cái con cả trong gia đình, nó cứ nói tới cái chuyện chết chóc đó thì ai mà chẳng tức. Thì ba của chị mới đánh chị Lan này. Xong đó là trời ơi, mấy chị em ôm nhau khóc quá trời khóc.
mẹ của chị cũng khóc theo luôn. Thì khi đó là ba tức quá, ba mới bỏ ra ngoài. Linh tính và cái giác quan thứ 6 của một người mẹ cho thấy rằng nha, là đây là một cái điều gì đó không lành. Nên là mẹ của các chị á, là không cho chị Lan này đi làm, bắt chị Lan này là phải ở nhà và canh chừng 24/24 nha. Nếu như mà mẹ không canh chừng được là kêu mấy đứa em út á, là phải canh chừng luôn. Và không bao giờ dám rời khỏi chị này dù chỉ là một bước. Nhưng mà chuyện gì đến cũng đến mọi người. Cái ngày hôm đó trời mưa rất là lớn luôn. Thì chị Lan mới nói với mẹ rằng là: mẹ ơi, sao tự nhiên con nhức đầu dữ quá, mẹ cho con á hả đi ra ngoài á, con mua mấy viên Panadol con uống cho nó bớt nhức đầu. Thì khi mà nghe như vậy á, là mẹ của chị mới nói rằng là: ủa, ở trong tủ á còn một vỉ Panadol á, hôm bữa mới thấy ba của con mua, con ngồi đó đi, để mẹ đi ra mẹ kiếm. Nhưng mà mẹ chị đi ra kiếm á, vỉ thuốc Panadol á, thuốc nhức đầu á, kiếm hoài không có luôn. Kiếm hoài không có. Cái lúc đó đó là chị Lan chỉ nói kêu là: hả, thôi không có, để con á hả chạy đi mua nha, có 5-10 phút à, để con đi mua cho. Thì mẹ vẫn không chịu. Mẹ kêu rằng là: con ngồi im ra đi, để mà mẹ sức dầu rồi mẹ hả dắt gió cho con. Nhưng mà chị Lan chỉ vẫn không chịu. Rồi mẹ mới kêu rằng: con cứ ở đó đi, để mẹ kêu mấy đứa em rồi kêu ba có đi làm về thì mua thuốc cho, chứ không việc gì con phải đi. Nhưng mà dường như là tận số rồi đó, là chị Lan này chị cứ nằng nặc để mà chị đi. Mà dù cho ngoài mưa to gió lớn lắm, nhưng mà chị vẫn mặc áo mưa rồi chị đi luôn. Mẹ đâu có cản được đâu. Thì lúc đó đó là mẹ ở trong nhà mà cái lòng ngực của mẹ nó nóng rang lên. Một hồi sau là tất cả các chị em về nhà, có luôn ba. Thì lúc này là mẹ em nói: thôi chết rồi anh ơi, thôi chết rồi mấy đứa ơi. Con Lan á, nó nói nó nhức đầu, nó đi mua thuốc Panadol, mà từ lúc nó đi cho tới tận bây giờ là hơn 20 phút rồi mà nó chưa về nhà luôn. Trời ơi, mấy chị em là lo quá trời là lo. Bởi vì từ nhà mà đi ra cái hiệu thuốc nó rất là gần, đi đi về về chỉ có 10 phút thôi, chứ không thể nào mà đi lâu được như thế. Ba lúc đó ba lo quá, ba mới lấy nhang lên trên bàn thờ của ông bà, ba thắp 2 cây nhang. Thì ba vừa mới thắp xong một cái nha, là cái tiếng chuông điện thoại của ba reng lên. Một cái số điện thoại lạ nó gọi. Thì ba bắt máy lên ba nghe. Thì ba nghe xong là ba rớt cái điện thoại xuống. Là bởi vì đầu dây bên kia người ta nói rằng á, chị Lan á, chị tông vô cái đuôi xe tải rồi chị chết luôn rồi. Trời ơi, nghe xong mẹ của chị ngất xỉu. Mấy chị em là phải đỡ. Rồi ba là vội dầm mưa chạy thẳng ra cái chỗ đó. Thì đúng thiệt, chị Lan chị chết rồi. Thì theo như mà mô tả nha, là không phải là người ta tông chị Lan, mà chị Lan có thể là chị đi nhanh quá, hoặc là do trời mưa chị không nhìn thấy đường á, chị mới tông vào trong cái đuôi xe của người ta, rồi chị văng ra đường á, xe tự sau nó chạy lên rồi nó cán chị, rồi chị mất luôn. Mấy chị em khóc quá trời là khóc, đưa chị Lan về nhà để mà tổ chức đám tang, nó đau đớn xót xa cục cùng luôn. Cái khoảng thời điểm mà tổ chức đám tang á, là mẹ của các chị á, là ngất lên ngất xuống. Tỉnh một cái nhìn thấy cái bài vị con mình á, là xỉu. Rồi tỉnh dậy thấy là rớt nước mắt lã chả, rồi xỉu. Mấy chị em đau xót lắm. Là bởi vì á, những cái thời điểm trước là dường như là chị Lan này chị đã báo hiệu cho mọi người biết rằng là chị sẽ thật sự là sắp đi rồi đó. Thì khi này nha, là có một cái người đàn ông tới. Cái người đàn ông này chính là chủ nhân của cái chiếc xe á, mà chị Lan chỉ đã đâm vào cái đuôi xe của người ta. Thì ông này ông đưa cho gia đình một cái số tiền rất là nhiều luôn. Thì khi này là ba của chị không chịu nhận tiền. Ba chị mới nói rằng là cái lỗi này là lỗi của con tôi, nên không có việc gì phải bồi thường hay là đưa tiền gì đâu. Thì cái ông này ông mới nói rằng không phải đâu. Thì ông thấy hoàn cảnh gia đình khó khăn quá, nên là ông mới gửi một ít tiền để mà lo ma chay cho chị Lan. Với lại là sau này là còn nhang khói, tất cả mọi thứ đám giỗ đám ngoại đó, thì ông đưa một lần luôn, thì mong là gia đình sẽ nhận. Thì khi mà nghe như vậy rồi, ông này ông cũng nói rất là nhiều, nên là ba của chị cũng nhận luôn cái số tiền đó. Thì đúng thật như những gì mà chị Lan chị nói trước đó, khi mà con chết thì ba mẹ sẽ nhận được một số tiền lớn. Nhưng mà cái số tiền đó bản thân của chị này cùng với các chị em trong gia đình và ba mẹ đâu có muốn nhận cái số tiền đó đâu. Đâu thể nào mà dùng tính mạng con của mình để mà đổi lấy cái số tiền đó. Ba của chị tự trách bản thân rất là nhiều luôn. Ba mới nói: tôi nè,
tôi rất là ngu ngốc và độc ác. Con Lan á, nó biết nó sắp chết rồi, nó mới nói những cái lời như thế. Vậy mà tôi còn nhẫn tâm tôi đánh nó cho bằng được luôn. Lan ơi, ba xin lỗi con nhiều nha, con đừng có giận ba nha. Là ba của chị cứ tự trách bản thân mãi như vậy thôi. Cho đến khoảng độ là mấy ngày sau khi mà kết thúc cái tang lễ rồi đó, thì ngày đó là chị Thảo chị cũng đi làm. Thì đêm đó là 11, 12 giờ chị đang trên đường về nhà, thì chị chạy ngang cái đoạn đường mà chị Lan chỉ bị tai nạn đó. Thì đang chạy như thế tự nhiên cái xe nó tắt máy luôn. Cái lúc này là chị Thảo chị mới gạt chống xe xuống, chị mới ngồi xuống chị coi thử coi là cái xe nó bị cái gì. Thì vừa mới ngồi xuống là chị nghe văng vẳng bên tai của chị: Thảo ơi, Thảo ơi, Thảo ơi. Chị giật mình luôn, bởi vì cái tiếng kêu đó chính là của chị Lan. Chị mới quay qua coi lại chị nhìn, nhưng mà từ trên xuống dưới đoạn đường này vắng tanh không một bóng người. Cái chị cũng nghĩ rằng là chắc chị nhớ chị Lan quá nên mới nghe lầm thôi. Rồi mới lấy điện thoại ra để mà soi đèn vô trong cái xe để mà coi coi nó bị gì không á. Thì đang soi như vậy á, lại tiếp tục nghe thấy tiếng của chị Lan mới kêu rằng là: Thảo ơi, Thảo ơi, em đưa chị về nhà với, em đưa chị về nhà với Thảo ơi. Lúc đó là chị Thảo chị rùng mình luôn, chị nổi da gà, bởi vì chị biết chắc chắn rằng đó chính là chị Lan rồi. Thì chị mới nhìn tới nhìn lui, chị nói: Chị Lan hả? Chị Lan ơi, chị thiệt hả? Chị ở đây hả? Em nhớ là ba mẹ đã kêu thầy rước chị về nhà rồi, sao chị còn ở đây được? Chị có ở đây á thì chị hiện ra cho em thấy đi. Chị ơi, chị ơi. Cái lúc đó là chị Thảo chị nói như thế. Thì tự nhiên giống như là trong cái sóng não của chị á, nhận được cái âm thanh nha. Chị Lan chị mới nói với chị Thảo như vậy nè: Cái ông thầy đó, ông làm không có đúng bài bản để mà rước hồn chị về, nên là chị vẫn chưa về nhà được em ơi. Và chị cũng không có hiện ra cho em thấy được đâu. Em chở chị về đi, chỉ có một mình em á là mới có thể chở chị về nhà được thôi. Mặc dù bản thân của chị Thảo lúc đó chị rất là sợ, nhưng mà cái tình cảm chị em á thương nhau lắm nên là hết sợ luôn. Thì chị Thảo chị nói: Nhưng mà chị ơi, cái xe của em á nó hư rồi, em không có chạy được. Một hồi á là chị Thảo cũng lay hoay để mà coi cái xe, rồi chị mới đề xe lại thử. Thì tự nhiên lúc này xe nổ máy luôn. Thì chị Thảo chị mới ngồi lên trên xe, rồi chị mới nói bâng quơ: Chị ơi, chị Hai ơi, xe chạy được rồi, chị lên xe đi, em chở chị về nhà nè, em chở chị về nhà với gia đình nha. Thì khi mà chị vừa mới dứt câu, chị cảm nhận từ phía đằng sau giống như là có người ngầu xuống gì đó, rồi lấy tay vịnh lên trên da chị vậy nè. Cả cái sống lưng của chị lạnh toát hết luôn. Thì chị nổ máy xe, chị chạy thẳng một mạch về nhà. Khi mà chị chạy tới nhà là ba của chị mới mở cửa cho chị vô. Thì lúc mà chị dừng xe, chị mới nói tiếp: Chị Lan ơi, mình về tới nhà rồi nè chị, chị vào nhà đi. Thì chị Thảo chị nói rất là lớn. Tự nhiên ba của chị nghe xong đứng chân hững nhìn chị luôn. Rồi chị mới vào trong nhà là thuật lại hết cho mọi người nghe. Thì cái buổi tối ngày hôm đó, ba của chị nằm mơ thấy chị Lan này về. Thì lúc đó là cả gia đình đang ngủ thì nghe tiếng ba la rất là lớn. Ba mới kêu rằng là: Lan ơi, Lan ơi, Lan ơi. Rồi ba giật mình mà tỉnh giấc luôn. Thì mọi người mới chạy lại mới hỏi ba là có chuyện gì. Thì ba lúc này ba mới kể. Ba nói hồi nãy ba ngủ, ba thấy con Lan nó hiện về. Nó mới kể lại cho ba nghe như vậy nè. Nó nói là cái ngày hôm đó đó là nó đi mua thuốc nhức đầu. Nó đi ra cái tiệm thuốc thì cái tiệm thuốc đó nó đóng cửa, nên là nó phải đi ra ngoài cái đường quốc lộ đó, đi kiếm một cái chỗ khác mua thuốc. Thì trong lúc mà nó đi như vậy là mưa rất là lớn, nên nó phải chạy cho thiệt là nhanh, bởi vì sợ lạnh đó. Thì chạy nhanh nên đâm ra là không có nhìn thấy đằng trước, rồi mới tông cái đầu xe vào trong cái đuôi xe của người ta, rồi mới mất mạng như thế. Rồi nó nói là nó biết là nó sắp chết rồi, nên nó mới nói những cái lời như thế. Đâm ra là ba mới tức, rồi ba đánh. Thật ra ba đánh là bởi vì ba thương ba mới làm vậy thôi, chứ không hề trách ba gì hết cả. Thì lúc đó nó là ba khóc rất là nhiều luôn. Rồi mấy chị em nghe xong, rồi có mẹ nghe nữa, là ôm nhau buổi tối ngày hôm đó khóc. Và kể từ ngày đó là thường xuyên nhìn thấy chị Lan này chỉ đi qua đi lại ở trong nhà nha. Và cái người nhìn thấy nhiều nhất là bé Út. Bé Út nó nói mỗi lần mà nó học bài
là nó luôn luôn có một cái cảm giác là ai đó đứng bên cửa nhìn nó. Nó quay ra thì nó nhìn thấy chị Lan đang lấp ló ở bên cái bệ cửa, nhìn nó rồi mỉm cười, theo kiểu như là dõi theo những đứa em của mình vậy đó. Con bé Út nó rất là sợ ma, mặc dù nó biết đó là chị của nó nhưng mà nó sợ lắm, nó mới vội là bỏ chạy luôn. Rồi nó kêu ba mẹ quá trời là kêu. Rồi dần dần về sau á, là tất cả mọi người trong gia đình đều thấy chị Lan này hết. Là hàng đêm mà ngủ á, là thấy bóng dáng của chị này là đi qua đi lại, mà không phải đi theo kiểu người bình thường đâu, đi giống như là ở dưới chân là có một cái bàn đẩy gì đó, cứ lướt qua lướt lại rất là nhẹ luôn. Tất nhiên là chị này chỉ không có ý định hù nhát đâu. Thì sau này nha, là chị Thảo chị mới nằm mơ, chị Lan chị mới nói như vậy nè. Chị Lan chị mới nói rằng là chị sẽ luôn luôn ở bên cạnh để mà đỡ đần cho gia đình của mình. Rồi chị mới dặn chị Thảo á, là mai mốt là ở cái quán trà sữa đó là sẽ có một cái thằng tới. Cái thằng này nó rất là thích em, nhưng mà em đừng có chịu thằng đó. Tại vì cái thằng đó đó, cái số mạng của nó cũng giống như chị vậy nè, ý là cũng chết sớm đó mọi người. Rồi khi nào mà em gặp được một cái người phù hợp thì chị sẽ báo mộng cho em biết. Rồi chị Lan còn nói nha, là mấy đứa em á thì đứa nào nó cũng sẽ thành công hết, chỉ riêng ngoại trừ chị Thảo cùng với bé Út là cuộc sống sau này sẽ rất là bấp bênh và khó khăn. Nhưng mà yên tâm đi, luôn luôn có chị nè, có chị ở bên cạnh để mà bảo vệ cho gia đình của mình, lo lắng cho tất cả mọi người. Yên tâm đi, chị sẽ luôn luôn ở bên cạnh. Có nghĩa rằng là dù cho chị Lan chị chết rồi, chị vẫn nguyện là ở đó để mà bảo vệ hết cho ba mẹ, cho mấy chị em trong gia đình luôn. Câu chuyện tiếp theo là của cô Linh. Cô Linh thì Nam tạm gọi là chị Linh nha, cho nó dễ kể. Thì chị là quê gốc ở Cần Giờ, hiện tại thì chị đang sinh sống và định cư ở bên Mỹ rồi. Và cái câu chuyện này kể về cái thời còn nhỏ của chị, khi mà chị đã trải qua cái sự việc tâm linh năm đó. Thì chị mới kể là ba mẹ của chị lấy nhau, sau đó là sinh ra chị. Nhưng mà bởi vì mẹ của chị sinh chị mà bị sinh khó đó, nên là mẹ cũng qua đời luôn. Và ba là một mình nuôi chị cho tới cái năm mà chị 12 tuổi. Thì ba đi thêm một bước nữa, ba lấy mẹ kế. Mà cái người mẹ kế này á, rất là nghèo mọi người. Gia đình của ba của chị cũng nghèo luôn. Nên chị khẳng định rằng nha, là cái người mẹ kế cùng với ba đến với nhau, đó thực sự là tình yêu. Và cái người mẹ kế này trong những năm mà chung sống đó, chưa một lần nào hành hạ hay là đánh đập gì chị hết, cũng yêu thương giống như là mẹ ruột gì đó. Cho tới cái năm mà mẹ kế có bầu, thì mẹ kế sinh ra được một người con trai, thì là em trai của chị. Thì cái năm mà em trai được 3 tuổi thì mẹ kế bị mắc một cái căn bệnh, nó nổi lên một cái khối u ở trên người mẹ kế đó, làm cho mẹ kế rất là đau nhức, rồi khóc lóc nhiều dữ lắm. Đi thăm khám thì bác sĩ kêu rằng là cái khối u này nè là cái khối u ác tính, bây giờ nếu mà mổ thì cũng chết, mà để cũng chết luôn. Nhưng mà nếu mà đẻ thì còn sống được một thời gian, còn mổ một cái là chết liền luôn. Rồi mẹ kế cứ phải nằm ở nhà đau đớn để mà điều trị. Rồi ba thấy như vậy á, ba mới đưa chị cùng với lại là người em trai đi qua bên nhà của bà ngoại. Bà ngoại này nha, là mẹ ruột của mẹ kế. Nhưng mà được cái á, gia đình bà ngoại cũng yêu thương chị lắm. Nói chung là từ đầu tới cuối câu chuyện này á, là những người gọi là gia đình bên mẹ kế không có một ai la rầy hay là ác ý hay là đánh đập gì chị đâu, yêu thương giống như là gia đình ruột thịt vậy đó. Thì cái đêm hôm đó là chị ngủ cùng với lại là em trai của mình, thì cái người em trai mới khều chị, mới khều rồi mới nói rằng là chị hai ơi, chị hai ơi, mẹ kêu về kìa, mẹ kêu về kìa. Cái lúc đó là chị đang buồn ngủ mà, chị mới mơ màng, chị mới hỏi người em trai rằng là em nói gì vậy. Thì cái người em trai mới kêu rằng mẹ, mẹ kêu hả, chị em mình về nhà đi kìa. Thì lúc đó là chị mới nghĩ rằng là chắc là do em trai của mình nhớ mẹ quá nên là mới nói như vậy. Thì vừa mới dứt câu thôi nha, ở phía bên ngoài người ta đập cửa rầm 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 luôn. Ông cậu Út mới chạy vào trong nhà mới nói rằng á, là mẹ kế của chị á, kiểu giống như là hấp hối tới nơi rồi, nên là bây giờ muốn gặp mặt lần cuối ngay lập tức. Chị cùng với em trai là quay trở về nhà. Thì lúc đó là nhà đông người dữ lắm.
thì mẹ kế mới kêu chị với em trai lại. Thì mẹ kế mới vuốt vuốt đầu của người em trai, rồi vuốt má như vậy nè. Cái người em trai năm đó mới 3 tuổi à, còn con nít mà đâu biết gì đâu, được về nhà là mừng lắm, nó cứ cười hớn hở hớn hở. Thì khi đó là mẹ kế mới dặn dò đủ điều hết, rồi mẹ kế mới quay qua nói với chị á, mới kêu chị là con á, là nhớ chăm sóc em giùm cho mẹ nha, mẹ gửi gắm em lại cho con hết đó, con nhớ lo cho em giùm mẹ. Thì khi đó là chị cũng khóc, rồi chị cũng hứa rằng là con á sẽ chăm sóc em cho. Vừa mới dứt câu một cái là mẹ kế chết luôn. Mọi người xung quanh khóc quá trời là khóc. Thì khi này là cái đứa em trai 3 tuổi, nó thấy mọi người khóc, nó cũng khóc theo luôn. Thì khi mà mẹ kế chết rồi, cũng tổ chức đám tang này nọ các kiểu. Tới cái ngày mà mở cửa mã thì những cái câu chuyện mới bắt đầu xảy đến. Tối hôm đó chị ngủ cùng với em trai ở trong cái mùng. Thì chị đang nằm ngủ như vậy á, thì chị nghe văng vẳng ở bên tai á, phía bên cái vách lá của nhà là có tiếng khóc. Nó cứ khóc thút thích thút thích thút thích, rồi dần dần là cái tiếng khóc đó nó ở phía bên ngoài nha, nó chuyển ngược vô phía bên trong nhà luôn. Nhưng mà chị lúc đó chị buồn ngủ quá, chị không thể nào chị mở mắt được. Thì lúc này là cái vía của chị nhìn thấy, có nghĩa rằng là mắt của chị thì nhắm, nhưng mà tự nhiên cái đầu của chị á mường tượng ra một cái khung cảnh. Chị mới nhìn thấy là bản thân chị nằm ở trên giường cùng với người em trai, và cái người mẹ kế dần dần xuất hiện ở đằng trước cái cửa. Mẹ kế mặc cái bộ đồ y chang cái lúc mà mẹ kế chết, là cái bộ đồ bong bong màu tím tím á. Rồi mẹ kế đi lụ khụ từng bước tới giường nha. Rồi vạch cái mùng lên, mới hung vào thằng nhỏ một cái, rồi mới tính giơ tay là vuốt má của chị. Thì lúc đó chị sợ quá, bởi vì chị biết rằng là mẹ kế chết rồi mà. Cái chị mới nói rằng là mẹ ơi mẹ đừng làm gì hết, con sợ lắm mẹ ơi, mẹ đừng làm gì con hết, con sợ lắm. Thì khi mà nghe nói như thế là mẹ kế rụt tay lại. Cái mẹ kế mới lùi từng bước biến mất luôn. Thì chị mới giật mình, chị quay qua thì chị nhìn thấy là cái người em trai của chị là nó vã đầy mồ hôi, mà người nó run lên từng cơn. Chị mới lưa tay lên trên trán chị sờ chị, thì chị thấy nó bị sốt. Cái chị mới đi giặt khăn, chị lau mình cho nó, chị đắp lên. Rồi chị mới đi qua chị nói với ba. Chị mới kêu rằng là ba ơi, hồi nãy con á hả nhìn thấy vậy đó, rồi bây giờ là hả em nó sốt luôn rồi. Thì khi mà ba nghe xong, ba mới đi ra bàn thờ của mẹ kế đó, ba mới thắp nhang lên. Rồi ba mới nói á, tôi biết là bà mới mất nên là bà thương mấy đứa nhỏ, bà về bà muốn nhìn tụi nó. Nhưng mà bây giờ bà thương á thì bà nhìn tụi nó từ xa thôi, chứ bà đừng có đụng tay đụng chân gì hết. Mất công rồi hả, tụi nó bị thế này bị thế kia thì không có được. Thì ba chỉ nói đơn giản là như vậy thôi. Thì buổi tối ngày hôm sau, chị ngủ, chị nằm mơ thấy một cái giấc mơ kinh khủng khiếp cuộc đời chị luôn. Khi đó là chị cũng nằm ngủ cùng với người em trai. Thì lúc đó đó là chị nghe thấy những cái âm thanh rất là sột soạt ở phía bên cái vách lá của nhà. Cái chị mới quay đầu ra chị nhìn đó, chị mới thấy mẹ kế nha đang xé rách cái vách tường lá để mà thò cái đầu vào. Rồi cái khuôn mặt của mẹ kế rất là hung dữ. Lần đầu tiên chị nhìn thấy cái khuôn mặt thấy ghê như vậy. Mẹ kế mới chửi chị, mẹ kế mới nói tao về tao thăm con của tao, mà mày cũng mét nữa, để cho tao bị la, mày liễu hồn mày đó, không tha cho mày đâu. Có nghĩa rằng là mẹ kế hiện về hù nhát chị như thế. Trời ơi, chị quảng hồn chỉ giật mình tỉnh nhất luôn. Mồ hôi mẹ, mồ hôi con của chị rớt bỏng 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 bỏng. Cái xong rồi á là chị im luôn, chị không dám nói gì hết. Cho tới mấy hôm sau thì cái đêm hôm đó là chị đang ngồi chị khâu cái đít quần cho cái đứa em của chị á, kiểu như là nó chơi nó lết sao mà bị rách quần. Thì chị đang ngồi khâu như vậy á, thì tự nhiên em của chị á nó núp ra đằng sau lưng của chị theo kiểu rất là sợ sệt. Chị mới hỏi rằng là ủa có chuyện gì vậy, thì nó mới nói rằng là có ai ở bên kia kìa, núp thấy ghê quá chị ơi. Cái chị mới quay qua cái hướng mà em chị chỉ á, thì chị thấy đúng thiệt là có bóng dáng của một ai đó đang núp núp ló ló. Cái xong tự nhiên cái thằng bé nó kêu a mẹ về, cái nó tính chạy ra cái chỗ đó. Thì ngay lập tức là chị chụp nó lại, chị mới nói rằng không phải mẹ đâu, ma đó. Thì thằng bé nó khóc quá trời là khóc.
cái tính con nít thì mọi người biết rồi, nó thấy ai đó giống mẹ thì nó mới vội chạy tới, mà bây giờ chị không cho nó chạy qua nên nó mới khóc. Thì buổi tối ngày hôm đó đi ngủ, chị không còn nằm mơ nữa mà chị thấy tận mắt chị luôn. Tối hôm đó chị nằm ngủ nha, thì tự nhiên chị giật mình tỉnh nhất là bởi vì chị muốn đi vệ sinh đó. Mà nhà dưới quê thì mọi người biết rồi, cái nhà ở một nơi mà cái nhà vệ sinh ở một ngõ, đi rất là xa. Thì chị mới thắp đèn, chị mới đi ra cái chỗ mà để đi vệ sinh đó. Thì chị đang đi như vậy là gần tới cái nhà vệ sinh rồi, chị mới thấy ai đó bóng dáng đứng trước cái nhà vệ sinh. Đi càng tới gần thì người chị càng lạnh. Thì chị mới chợt nhận ra cái người đó đó không có chân nha, là cái ống quần nó lứt phất ở trên không trung như vậy nè. Chị nói là chị sắp té xỉu tới nơi, thì cái người đó quay lại chính là mẹ kế. Cái khuôn mặt của bà giận dữ đỏ kè lên gương máu nhìn về phía chị. Tuy nhiên là mẹ kế không nói gì hết, nhưng mà đưa tay lên như vậy nè, rồi theo kiểu rất là tức, chị nói là chị té đái ra quần luôn. Thì chị té xuống dưới đất rồi chị bò. Trời ơi, chị khóc la quá trời luôn. Tới khi mà chị vào bên trong nhà được rồi nha, chị im luôn, chị cũng không dám nói chuyện này. Tới sáng ngày hôm sau là chị á, chân á, bầm tím hết, chị mới ngồi xức dầu. Thì ba chị mới thấy, mới hỏi chị là có chuyện gì vậy. Thì lúc này là chị kể luôn, chị mới nói hết mọi thứ cho ba của chị nghe. Thì khi này là ba của chị mới ra bàn thờ thắp nhang cho mẹ kế. Ba chị mới nói á, là bà kỳ cục lắm. Con Linh nó có làm tội làm tình gì đâu mà bà về bà nhát nó. Nếu như mà bà còn về bà nhát nó thêm một lần nào nữa là tôi sẽ kêu thầy về chứng yểm bà đó nha. Trời ơi, chị nghe xong cái câu đó mà chị nói là chị sợ, chị không dám ngủ luôn. Chị sợ ba của chị nói cái câu đó xong á là mẹ kế về, mẹ kế xử chị luôn á, là thôi rồi luôn. Thì chị không dám ngủ, chị thức mấy đêm liền. Rồi chị cũng mệt quá, chị cũng chìm vào giấc ngủ. Nhưng mà những lúc sau khi mà chị ngủ á, không có chuyện gì xảy ra luôn. Và suốt mấy năm trời, mẹ kế này chưa một lần nào hiện về lại để mà hù nhát chị. Cho tới cái năm mà chị 18 tuổi, thì hôm đó đó là chị ôm nguyên một cái thau đồ ra cái khúc mé sông để mà giặt đồ. Thì em trai của chị nó cũng lẻo đẻo đi theo, rồi nó chạy qua chị lại nó chơi. Thì chị la hoài à, chị mới kêu rằng là cẩn thận, coi chừng là té xuống dưới đó. Thì những lúc mà chơi như thế con nít thì mọi người biết rồi, nó cứ chạy tới chạy lui. Chị giặt đồ có chút xíu thôi mà chị quay qua quay lại, chị chửi nó chắc cả chục bận luôn. Cho tới khi một hồi là chị nghe một cái là nó trượt chân, nó té xuống dưới cái mé sông rồi. Chị mới vội là chị nhảy xuống dưới, chị vớt nó lên. Thì khi đó là chị rất là tức, là bởi vì chị đã dặn rồi là không được chạy qua chị lại, mà nó vẫn chạy rồi té xuống dưới sông. Nên là chị có đánh nó vài cái. Thì khi mà chị đánh nó thì chị gặp chuyện luôn. Chiều tối hôm đó gia đình ngồi ăn cơm, thì sau khi mà ăn cơm xong thì chị mới bưng cái mâm cơm á, chị mới đi ra đằng sau nhà. Thì khi mà chị vừa mới bước ra đằng sau nhà một cái, chị không còn nhớ gì hết. Cho tới khi mà chị tỉnh dậy nha, thì chị mới được ba của chị kể lại cho chị nghe. Lúc đó đó là ba thấy chị là bưng nguyên cái mâm cơm đi ra đằng sau rồi. Rồi tự nhiên nghe những cái tiếng đổ vỡ rất là lớn. Chị từ phía đằng sau nhà chị chạy lên, chị mới chỉ thẳng vào trong mặt của ba, chị mới chửi á, ông á, ông coi chừng con mình như thế nào mà để nó đó, nó đánh con của tôi như vậy. Bữa nay á là tôi không tha cho nó đâu. Thì vừa mới dứt câu á là chị mới lấy tay của mình á, tự tát vào trong mặt quá trời luôn. Thì ba mới vội chạy tới, ba can ngăn. Thì khi đó là thằng em á nó mới khóc lên. Và khi nó khóc như vậy là chị mới dừng lại, rồi chị ngất xỉu luôn. Tới khi mà chị tỉnh dậy đó thì ba chị mới kể lại cho chị như thế. Thì lúc này là ba chị chịu đựng hết nổi rồi, ba chị mới đi qua nhà của bà ngoại á, là mẹ ruột của mẹ kế, mới nói với bà ngoại rằng á, má ơi, con xin phép là con chứng yểm vợ của con, chứ bây giờ để như vậy hoài là không được đâu, cứ về nhà bà hù nhát gia đình hoài à. Thì khi đó là mẹ ruột của mẹ kế bà ngoại á đâu chịu đâu, xót con mình chứ, con ruột của mình mà tự nhiên bây giờ đòi chứng yểm, nên là bà ngoại không có chịu đâu. Thì mấy ngày sau đó thì tự nhiên cái thằng em của chị á, nó bị sốt ly bì luôn, uống thuốc hoài không có hạ. Thì cái ngày hôm đó là bà ngoại chạy qua phía bên nhà của chị cùng với một cái bà nào đó rất là lạ. Bà là để tóc tém, rồi nhìn người kiểu cũng hơi kỳ kỳ lắm. Cái lúc này thì bà ngoại
bà mới kể, bà mới nói là mấy hôm trước bà nằm mơ thấy mẹ kế của chị về. Thì mẹ kế của chị mới nói rằng á, là muốn bắt cái thằng nhỏ đi theo, bởi vì không có muốn để ở nhà đâu, để ở nhà mất công á là chị á đánh nó. Cái mẹ ruột của mẹ kế mới kêu rằng mày bị khùng hả? Nếu như mà con Linh á, nó không coi chừng thằng nhỏ cẩn thận thì nhiều khi nó té xuống dưới ao, dưới sông nó chết mất tiêu rồi. Mắc cái mới gì mà mày đưa nó theo, tao không chịu đâu nha. Thì khi đó là mẹ kế rất là giận dữ. Mẹ kế kêu rằng là phải bắt thằng nhỏ đi cho bằng được, không muốn để thằng nhỏ ở nhà. Thì khi này là bà ngoại sợ quá, bà ngoại quyết định là mời thầy về để mà chứng yểm mẹ kế luôn, bởi vì sợ mẹ kế là sẽ bắt thằng nhỏ đi. Thì cái ngày hôm đó là cái bà mà đi cùng với bà ngoại chính là cái người thầy tới để mà chứng yểm. Thì chứng yểm khoảng độ là 1 năm. Thì sau đó là gia đình cũng đưa hồn của mẹ kế lên trên chùa để mà thờ cúng, để mà cho sớm ngày siêu thoát, chứ không có dám để trong nhà nữa. Thì kể từ thời điểm đó là chị không còn bao giờ gặp lại mẹ kế của mình hiện ra hù nhát thêm một lần nào nữa. Thì đó chính là toàn bộ câu chuyện của ngày hôm nay mà Nam muốn chia sẻ đến cho tất cả mọi người. Hôm nay là Nam bị đờm ở ngay cổ mọi người, nên là nó cứ khàn khàn rồi nó cứ bị ngắt quãng giữa chừng. Mong là mọi người thông cảm nha. Mọi người thấy sao về những câu chuyện này, nhớ để lại comment cho Nam biết nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào những câu chuyện lần sau.